Những ngày qua, cứ vào mỗi buổi chiều tại cầu cảng trên bãi biển Nha Trang gần cuối đường Trần Phú luôn xảy ra cảnh tượng nhiều trẻ em địa phương kéo nhau ra đây để tắm biển. Đáng nói hơn là các em thay nhau leo lên một cần cẩu có sẵn tại cầu cảng để bay phóng xuống biển với độ cao trên 10 mét, đã gây thót tim cho những ai nhìn thấy. Cầu cảng trên bãi biển Nha Trang, nhiều trẻ em là học sinh cấp 2, cấp 3 nơi đây sau giờ tan học đã rủ nhau ra cầu cảng để tắm biển. Nhiều em kéo nhau leo lên một cần cẩu rất cao, khoảng trên 10 mét, dùng để bơm nước biển đặt tại đây. Sau khi đứng đung đưa trên mấy sợi dây điện của cần cẩu để đùa giỡn, các em đã thay nhau liên tục lao phóng xuống biển từ đỉnh của cần cẩu, rất nguy hiểm do đáy biển khu vực này có nhiều thanh sắt, bê tông khi xây dựng cảng, hiện vẫn còn nằm bên dưới. Cạnh đó có nhiều em bơi ra biển cách xa bờ hàng trăm mét, chen lấn nhau leo lên một phao tiêu hàng hải giữa biển. Sau đó từng em lần lượt phóng xuống biển bơi vào bờ. Tình trạng nhiều trẻ em tắm biển với đủ kiểu nhảy phóng rất nguy hiểm như trên rất cần được ngành chức năng quản lý bãi biển Nha Trang sớm chấn chỉnh, ngăn cấm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho các em khi tắm biển nơi đây.